đăng tải hai tấm ảnh về hai video mà anh đã bị đánh bản quyền. Anh lại tiếp tục nhắn: Theo những gì tôi biết, một nhóm Telegram ẩn danh đã tập hợp tất cả những người ghét nội dung Skibidi Toilet và chỉ cho họ cách tấn công kênh của tôi Nhiều bạn đã nhận thấy rằng năm video của tôi đã bị chặn Skippy Toilet 44, 45, 46, 47 và Season 21 Mặc dù mới chỉ nhận được hai cảnh cáo bản quyền Theo một số nguồn tin Ban đầu rất nhiều cảnh cáo đã được gửi đi Chỉ là chưa được Youtube chấp thuận Anh chàng hết Gmod Người đầu tiên báo cáo bản quyền kênh của tôi Bây giờ đã bị tôi và Dum Studio báo cáo bản quyền ngược lại Nhưng điều đó không đủ để ngăn cản hắn Hiện tại, Hot Gmod đang cố cố gắng tống tiền tôi giữ tài khoản của tôi làm con tin anh ấy cũng nói rõ rằng các cuộc tấn công bản quyền sẽ tiếp tục